iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max ra mắt. Siêu phẩm Apple năm 2019. Trong sự kiện vừa được tổ chức đêm qua, Apple đã chính thức giới thiệu bộ ba điện thoại gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Đáng chú ý khi ba thiết bị này giống hệt với những thông tin từng được đồn đoán. Theo đó, iPhone 11 sẽ là phiên bản nâng cấp của chiếc iPhone Xr, máy được bán ra với 6 phiên bản màu sắc là trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng và tím. Vỏ ngoài của iPhone 11 được làm bằng vật liệu nhôm tái chế, iPhone 11 có màn hình 6.1 inch với độ phân giải Retina, máy sẽ sử dụng con chip A13 được sản xuất bởi Apple. Điểm đặc trưng nhất của iPhone 11 là việc thiết bị này sở hữu camera kép. Theo đó, cả hai camera sau của iPhone 11 cùng có độ phân giải 12 megapixel, trong đó bao gồm một camera tiêu cự 26 mm và một ống kính góc siêu rộng 12 mm. Ở mặt trước, iPhone 11 sẽ có camera TrueDepth với độ phân giải 12 megapixel. Các tính năng đáng chú ý khác của mẫu điện thoại này bao gồm Face ID cải tiến và khả năng sạc không dây, chống bụi, chống nước. Theo đại diện Apple, iPhone 11 sở hữu thời lượng pin nhiều hơn một tiếng so với iPhone XR, với iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Đây là hai mẫu điện thoại cao cấp được Apple thiết kế lại hoàn toàn so với mẫu máy của năm 2018. iPhone 11 Pro sở hữu màn hình 5.8 inch, độ phân giải 1125 x 2436 pixel. Trong khi đó, 6.5 inch là kích thước màn hình của iPhone 11 Pro Max. Điểm dễ nhận thấy của hai mẫu điện thoại này nằm ở cụm ba camera lồi lên ở mặt sau. Cụm camera này có hình vuông với các cảm biến bố trí cách đều nhau thay vì tạo ra một đường thẳng. Trong bộ ba camera trên iPhone 11 Pro và Pro Max sẽ có một camera góc rộng, một camera góc siêu rộng và một camera tele. Cả ba camera sau của máy đều có độ phân giải 12 megapixel. iPhone 11 Pro và Pro Max đều sử dụng con chip A13 Bionic theo đại diện Apple iPhone Pro có thời lượng pin lớn hơn 4 tiếng so với iPhone XS. Trong khi đó, iPhone 11 Pro Max có pin nhiều hơn 5 tiếng so với iPhone Max. Apple cũng trang bị cục sạc nhanh cho bộ đôi mẫu máy cao cấp của hãng. iPhone 11 Pro và Pro sẽ có khả năng sạc nhanh, hỗ trợ Wi-Fi 6. Lớp kính ở mặt lưng của iPhone 11 Pro sẽ được làm nhám thay vì kính bóng như ở iPhone 11. Máy sẽ có 4 màu gồm xám, gold, đen và trắng.